bạn sẽ được chứng kiến chiếc xe ô tô ven tải Volvo Siluchat. Ở đây là ven các bạn nhé. Xe rất là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy chiếc xe rất là đẹp nhé. Đất sét rất là dễ dính thùng và bốc đầu các bạn nhé. Chúc các bạn là chiếc máy xúc .301. Con này rất là lớn. Còn Hitachi 200 các bạn nhé. Siluchat Volvo. Con này mới quen. Các bạn ơi, thấy khung cảnh rất là đẹp. Tiếp tục là chiếc xe Hino Siluchat Volvo. Tiến vào đây đây. Chiếc xe thứ hai rất là mạnh mẽ. Những chiếc xe chở đất nấp vào trong khu vực ở đây săn đất mặt bằng. Đấy, cắt đi một nửa thùng. Đã, cái xe cho thử một tí tí nữa.
dân này phải chịu thôi. Chiếc xe tải đang bị sa lầy đây các bạn nhé. Bây giờ pha cứu hộ vô cùng là kinh điển. Tối xem kênh Hiếu Công Nông nhá. Xe Hoa Mai. Một chiếc xe Hoa Mai, một chiếc xe chiến thắng đang kéo co nhau đây. Chiếc xe này bị sạt hơi sâu. Lên không? Quá là tuyệt vời các bạn nhé. Những chiếc xe chiến thắng đã bị dừng sản xuất từ rất lâu. Ở quê mình thì những chiếc xe ô tô tải Hoa Mai và những chiếc xe ô tô chiến thắng rất là phổ thông các bạn nhé. Chỗ này mở công ty gì đấy không? Chỗ này mở công ty gì đấy không? Chiếc xe chở rất là đầy các bạn nhé.